Có một số máy nè, có nghĩa địa nè, của Nhật á, đã nhập khẩu nè, Yamaha 113, cái gió mà con, 113, mất siêu 14. Nhà lót của Quốc Thái đi, con này luôn, mà anh thấy là con này mạnh hơn bên Quốc Thái đó, mà lỗ từ nhiều tiền lắm, mà con Thái chạy qua này đâu. Alo. Này nó cầm máy nó chạy không à? Em chạy con này làm gì luôn nè, hỏi suy nghĩ. Có anh, con gì 24 ngựa. Con chanh pha 24 ngựa đó. Hàng mới trong thùng mà 8 triệu anh. Không anh. Dạ. À vậy hả, để hồi coi thử nó bán chưa. Tại vì em đi em chuyện rồi, để coi nhà không biết nó bán chưa nữa. À có chưa anh, cái đó là không có bình dầu nha. Dạ giá nó 7,5 triệu thôi, 80,5 triệu không. Dạ đúng rồi. Thì phải 80,5 triệu đó anh. Đi hả? Đi hả? Đi xe 24 nữa đi. Đúng rồi, gió anh. Thì cũng mới trong thùng mà có 8 triệu đó. Mới trong thùng anh. Để hỏi quay anh đây coi clip đi, coi dân coi con D24 ngựa Trung Quốc, hỏi quay clip anh trên coi nha. Coi thử coi. Tao mua gì? Dạ. Mua vàng gì? Mua vàng số 7. Không bị á. Đâu rồi? Đó kìa, đẹp cực kỳ luôn đó. Giật như định bỏ chứ mua vàng nghe mà. Thôi nè. Mới tin luôn đó. Cái đó bán rồi đó chú. Bán rồi tao muốn sơn lại á. Sơn cái gì là 300 ngàn đó. Đó con này nè, ghiền luôn nè. Nó đẹp luôn mà nó dây dèo này đủ. Nguyên si của nó là vậy nè. Cái sân ngoài chú lửa đó cắt thùng nó ra, đưa thùng bia vô là sao mà thì chung mà bia đón bia vô một hả đó. Đây là cửa hàng của 50 trang của mình nha bà con, không ngờ chỉ còn cửa hàng nhà không. Đây, cho bà con coi lại nha, con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 7 rồi con.